Xin chào mọi người ha Khuya hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop Lenovo ThinBuck L580 nha mọi người Đây là cái dòng i5 Gen 8 RAM 16GB màn hình là 15.6 inch Full HD Cái mẫu máy này thì rất là trâu bò mọi người Trâu mà sử dụng sướng nữa, màn hình lớn, bền cực kỳ luôn Mình sẽ quay sơ cái ngoại hình cho mọi người xem Sau đó mình sẽ quay cái cấu hình và mình báo giá ha giá thì cực kỳ tốt rồi mọi người cái dịp này là giá tốt lắm luôn vỏ thì cũng còn tương đối đẹp đương nhiên là máy cũ thì nó phải có cái dấu hiệu đã qua sử dụng hoặc có những cái vết mòn nhẹ nhẹ nhưng mà không có gì mà đáng nhắc tới hết trơn ấy. tại vì không có bị sức nặng hay gì hết nha mọi người đó các ngõ kết nối thì bên này là ngõ usb nè bên này là có cái này là nó sạc tai nha mọi người để mình quay đây À, sạc tay si nè tay si USB HDMI ha ừ, rồi mạng lan Nói chung là các ngõ kết nối là đầy đủ ở bên trong là màn hình 15.6 in full HD màn hình rất là đẹp nha mọi người full HD mà của dòng thinh bắc thì mọi người biết rồi nó sáng và nó mịn lắm 15.6 in webcam rồi đầy đủ hết phím uh, phím thinh bắc thì gõ cực kỳ sướng cái này thì nó có uh, uh, gọi là nó um, bị bóng một vài ký tự thôi nhưng không có cái nào mất chữ hết và mình có tặng cho mọi người dán phím quốc tế khi mà dán vào thì nó đúng khuôn của cái này và nó rất là đẹp nha mọi người nó giống như bên này bên này mình đã dán phiếu ký tự quốc tế rồi mọi người nhìn nó đều màu nó không còn những ký tự lòng lần nữa mình nhìn nó đơn giản nó dễ hơn đó mà vẫn giữ được nguyên bản cái bản chất êm mềm dinh xịn của phím nhật ha góc cạnh này là đẹp nha bàn rê chuột cũng khá là mới đây đẹp như vậy là tương đối đẹp á mọi người màn hình 15.6 in full HD màn hình thì cái độ phân giải màn hình đây là mình bấm độ phân giải màn hình cho mọi người xem đây mọi người nè 1920 x 1080 màn hình là đẹp ha và mình chết series của máy thì máy được sản xuất là cuối 2018 á mọi người um, y i5 thế hệ 8 nè mọi người nè, 8250 ha, thế hệ 8 thì nó 8 CPU, thế hệ 8 thì rất là mượt mọi người, RAM 16 GB nữa. SSD là 256 GB. SSD này thì sau này mọi người muốn nâng cấp lên 512 1 t gì là tùy mọi người ha, đều nâng cấp được. RAM cũng vậy luôn. Nhưng mà là máy là hoạt động là hoàn hảo, không có lỗi làm gì hết. Pin thì trên 3 giờ kèm sạc tay xi zin. Si không có cái gì lỗi làm gì mà nhắc tới hết trơn á mọi người màn hình cũng đẹp pin ok chỉ có là phím nó hơi bóng thôi thì mình giải quyết bằng cách là mình dán ký tự tiếng anh và us vào thì vừa sử dụng vừa giữ được bản chất của cái phím nhật ok nữa bảo vệ phím nữa ha vậy thôi và mình báo giá mọi người là giá cực kỳ tốt luôn cho con là 580 này ha chỉ có 5 triệu 8 thôi cho con này vừa là gen 8 vừa là ram 16 vừa là màn hình lớn nè có phím số bên hông nè và máy không có lỗi lầm lại là sạc tay xi nữa ha cảm ơn mọi người nhiều ai chố có thì inbox qua zalo số điện thoại của mình ha máy á, là mình có bao dinh nguyên bản không có sửa chữa gì hết mọi người yên tâm nhà mình nó là máy nào cũng vậy sách tay từ nhật về hàng nhật Chờ, đem về có sao là bán vậy mình mua là đã chạy tốt ở bên nhật rồi mới đưa về đây rồi view cài lại view bán cho mọi người cho nên là đều bao dinh hết mọi người yên tâm về chất lượng cảm ơn mọi người nhiều hơn. ai chốt thì nhắn tin mình nha